cho ủy ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng có đôi lời cảm tạ toàn thể quý vị quan khách tham dự buổi lễ chào cờ đầu tháng 7 hôm nay. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, kính thưa quý niên huynh trưởng, quý đồng hương tị nạn cộng sản, quý chiến hữu, thay mặt cho ủy ban điều hợp sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị và các hội đoàn đã đến tham dự buổi lễ chào cờ mỗi đầu sáng thứ bảy, và cảm ơn các em các cháu hướng đạo sinh đã luôn luôn duy trì buổi lễ chào cờ nghiêm trang và không bao giờ chúng ta bỏ một cái cuộc chào cờ nào kể từ hồi có chào cờ ngay tại sân của vườn truyền thống Việt này. Tháng này chúng ta là tháng 7 và có mấy sự kiện. Trước nhất là chúng ta sẽ đón ngày lễ độc lập July 4 trong mấy ngày sắp tới, và tháng 7 cũng là cái tháng mà có ngày ký cái hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Cho nên chúng ta sẽ lấy cái sự những sự kiện lịch sử đó để chúng ta cùng nhau đoàn kết sinh hoạt và giữ gìn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, cũng như làm sao xây dựng cộng đồng được vững mạnh. Xin thành thật cảm ơn tất cả các quý vị. Thank you, Dr. Phạm Đức Vượng. Now we welcome and we thank you very much for the representative of the organization and some officer from San Jose come here to show with us for pledge ceremony today. Ladies and gentlemen, right now we would like to introduce Mr. Stephen Ngo, representative of the mayor of San Jose. Đại diện của thị trưởng San Jose là ông Stephen Ngo. Ladies and gentlemen, we would like to introduce Mr. Bien Duong and Quinny Ngo. Mr. Bien Duong is City Council Member District 7 of San Jose, and Quinny Ngo, phụ tá của ông Bien Duong. Ladies and gentlemen, now we would like to introduce Mr. Tam Truong, San Jose Police Department. Ladies and gentlemen, right now we would like to introduce Mrs. Mary Hien Paulette, Principal of the YB, and Evergreen Dictus. Cô Mary Hien đó là hiệu trưởng của trường YB và ủy viên học khu Evergreen Dictus. Mr. Ken Trung, San Jose Police Department. Xin trân trọng giới thiệu anh Ken Trung là cảnh sát Lieutenant, cảnh sát của thành phố San Jose. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí. Ông Lê Đình Bì, giám đốc hệ thống truyền hình Việt Today 26.5. Nhà báo Nga Lữ, Hội truyền thông người Việt Bắc California. Bà Hoàng Lan, Việt Lít. Ông Viên Mai là YouTuber. Ông Hoàng Hải, KBC, YouTuber. Nhà thơ Mạc Phương Đình, YouTuber. Ông Trần Quỳ, YouTuber. Nhà báo Trương Xuân Mẫn, nhiếp ảnh gia. Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu với quý vị tất cả quý vị hậu cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là quý nhân sĩ đã đến tham dự. Ông bà Tôn Duyên, lực lượng đặc biệt. Ông Nguyễn Đức Đệ, cựu quân nhân. Ông Tiến Trần. Ông Trần Sơn, cảnh sát quốc gia. Ông Tùy Nguyễn, địa phương quân. Ông Trần Thành, cảnh sát quốc gia. Ông Ngô Tôn, lực lượng cảnh sát thủ đức. Ông Trương Ngọc Mỹ, khu hội cựu tù nhân chính trị.
ông Đặng Chiên, cảnh sát quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Chân, nha kỹ thuật, ông Nguyễn Đình Lê, chiến tranh chính trị, ông Dương Hạ Phong, thủy quân lục chiến, ông Nguyễn Minh Đường, lực lượng sĩ quan Thủ Đức, ông Trương Kinh Thành, lực lượng cảnh sát quốc gia, ông Lam Sơn, ông Hoàng Thế Dân, hải quân khóa 20, ông bà Lê Dũng, hải quân khóa 18, nhà báo Duy Văn, cảnh sát quốc gia, hội trưởng, ông Phan Quang Nghiệp, cảnh sát quốc gia, ông Lê Sĩ Hà, thương phế binh sư đoàn 22 Bình, ông Nguyễn Trợ, cựu quân nhân ái tử Bình Điền, ông An Âu, ông Nguyễn Báo, lực lượng sĩ quan Thủ Đức, cháu Hoàng Minh, hậu duệ lực lượng sĩ quan Thủ Đức, ông Võ Nguyễn Đạt, sĩ quan Thủ Đức. Chúng tôi xin tiếp tục. Bà Diệu Hương, hội đây là hai liên danh đây, một là hai nè, chút nữa là quánh quánh lộn luôn đó nha. Bà Nguyễn Thị Cúc, hội trưởng hội Phan Rang Ninh Thuận, bà Lệ Chi, bà Trương Ái Chủng, hội trưởng hội phụ nữ Việt Nam hải ngoại, bà Giáng Hương, ông Lê Minh Ngọc, Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Nguyễn Dũng, hội trưởng hội Quảng Ngãi, bà Christine Hồ. Thấy chưa, thấy dễ thương không? Đây là hai liên danh, một và hai đối thủ chính trị, nhưng mà đứng gần bên cười rất là tê tét luôn ha. Dù thắng hay thua gì cũng phục vụ cộng đồng, đang phục vụ và tiếp tục phục vụ. Chúng tôi xin thưa cùng quý vị là sau cái phần phát biểu của một số đại diện các vị dân cử và các vị đại diện các hội đoàn có mặt ở đây, là đến phần chúng tôi sẽ giới thiệu cái ủy ban bầu cử của cái cộng đồng người Việt tị nạn quốc gia Bắc California, và các liên danh sẽ lên đây trình bày trước toàn thể quý vị. Xin quý vị vui lòng chờ đợi. Và bây giờ xin được giới thiệu bác sĩ Phạm Đức Vượng và chiến hữu Triệu Hà sẽ giới thiệu lần lượt các vị dân cử lên phát biểu. Trước nhất chúng tôi xin mời nghị viên khu vực 7 biên đoàn. Cảm ơn bác sĩ. Kính chào quý vị quý thân giả quý đồng hương. Tôi là biên đoàn nghị viên trong khu vực 7. Mình rất là hân hạnh được ra ngày hôm nay chào cờ mỗi tháng. Thì biên nói cho quý vị rất là rõ ràng như vậy nè. Mình có hai người ra ứng cử trong quận hạt sám giác viên. Ba người. Tôi đứng ngay giữa. Đúng rồi. Không, cái này là em là. Tôi đứng ngay giữa là y hệt cái lời hứa của tôi lúc mà tôi ra tranh cử. Tôi ủng hộ hết tất cả mọi người Việt Nam. Ai mời tôi đi, tôi cũng sẽ tới. Thì quý vị nhớ, thà mình có hai người Việt Nam, còn không có người Việt Nam hay là ba người. Nếu mình có một người thất bại thì có thể cái người kia thành công. Nếu mà mình cứ đánh nhau thì mình không bao giờ mình thành công được hết đó. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn nghị viên biên đoàn. Và xin kính thưa quý đồng hương, ngày hôm nay là chúng ta chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Thì ủy ban điều họp của chúng tôi chỉ trình diện với quý đồng hương ba cái liên danh đồng ứng cử ban đại diện cộng đồng Việt Mỹ mà thôi. Cho nên cái vấn đề bầu cử cái giám sát viên chưa có bắt đầu tranh cử hay là gì hết thì chúng tôi không có đề cập tại đây. Và xin quý vị thông cảm cũng như là ông nghị viên biên đoàn thông cảm cho cái chủ trương sinh hoạt của ủy ban điều họp sinh hoạt cộng đồng và ban tổ chức lễ chào cờ đầu tháng. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng xác nhận lại cái quyền ứng cử bầu cử là chúng ta ở xứ tự do. Chúng tôi không có đề cập đến trong ngày bữa nay, chúng tôi chỉ đang xây dựng một ban đại diện cộng đồng để chúng ta có cái gạch nối giữa cộng đồng chúng ta và các cơ quan chính quyền. Chúng tôi tiếp theo, chúng tôi xin mời đại diện của thị trường. Không nói hả? Tôi mời.
Xin mời đại diện của cảnh sát, xin mời hai vị anh Tâm Trương và anh Ken. Kính chào quý vị, sau cho Tâm Trương và Lieutenant Ken Trần, ở đây là hai anh em đại diện cộng đồng về vụ an ninh, vụ cảnh sát của San Jose. Luôn luôn đầu tháng always make a effort, gắng cố gắng ở đây để chào cờ với lại gặp cộng đồng mình, có chuyện gì để giúp nhau, để đoàn kết, để giúp nhau lỡ nhau thôi. Tâm Trương với anh Ken sẽ ở đó và tới chừng mấy phút nữa, quý vị cần gì, có nhu cầu gì thì cứ gặp hai anh em. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Tâm Trương. Cô Paulette có cái ý kiến gì, xin vài lời với đồng hương. Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn các quý vị vẫn tiếp tục ra đây để chào cờ hàng tháng. Đây là một cái event mà ráng lên giữ, hy vọng là tương lai sẽ có nhiều các em trẻ nối tiếp bước chân cha anh để tiếp tục giữ cái truyền thống tốt đẹp này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cô hiệu trưởng Polat và chính cô cũng đã tổ chức buổi lễ thượng kỳ ngay tại trong trường Yabaluna. Chúng tôi rất là tiếp theo thì Thái Quỳnh là liên danh ba của đại diện cộng đồng người Việt miền Bắc California. Kính thưa quý đồng hương, đây là ông Tâm Trương cảnh sát này có thể là ra tranh cử nghị viên khu vực bắt đầu mùng 1 tháng 7 đến 31 tháng 7. Tất cả những event tập của các hội đoàn, đoàn thể đều có bầu cử, nhưng mà hôm nay là ngày bàn chuyển cờ trong đất mùng 1 tháng 7 tại hội trường hôm nay. Hải Huỳnh, ba người đại diện cho ba liên danh ở đây. Ban bầu cử đã chọn và đã quyết định được ba bầu cử này. Trong thành phần ba ban đại diện này đều có là thành phần nam nữ lớn nhỏ đủ mọi thành phần vào loại xã hội để ra gánh vác cộng đồng. Thì hôm nay tôi được hân hạnh giới thiệu ba liên danh này, và đồng thời những người mà bầu phiếu thì ở tại đây, nếu bầu phiếu đây là một cái vấn đề đầu tiên, nhưng mà tiếp tục trong tương lai thì cũng có những dấu bung trong phiếu khác. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý đồng hương, kính thưa quốc bậc trưởng thượng, kính thưa quý vị, ngày mai là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2023, vào lúc 11 giờ chúng tôi sẽ có một cái chương trình văn nghệ và đặc biệt giới thiệu những vị đại diện cho các liên danh sẽ nói chuyện và gặp gỡ đồng hương của chúng ta ở tại Grand Century. Ngày mai là ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 7 năm 2023 tại Grand Century, chúng tôi sẽ có một chương trình văn nghệ đặc biệt. Trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương và quý vị thân hào nhân sĩ đến tham dự và chúng ta gặp gỡ nói chuyện với những vị đại diện của ba liên danh để chúng ta tìm hiểu thêm. Và giờ phút này xin mời ông Túc. Dạ, chúng tôi xin mời ông Triệu Hà sẽ phát biểu đầu tiên. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào, vui lòng để cái micro sát miệng. Tới ngày hôm nay là ngày bầu đi bầu, thì quý vị cứ nhìn người thật, việc thật, quý vị chọn những người tài đức để đại diện quý vị đi ra để nói chuyện với thành phố Cao Ty. Thì quý vị nhìn trong quá khứ và hiện tại thì quý vị sẽ thấy trong tương lai chúng tôi sẽ được làm cái gì. Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, Thúy Hằng tên là Tina Thúy Hằng Thị Phạm. Người bên phải Thúy Hằng là Liên trưởng Nguyễn Văn Lợi, cựu công chức của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thúy Hằng là một chuyên viên, là một nhân viên của y tế của sở của quận Hà Santa Clara County, là có tốt nghiệp ngành cao học giáo dục
về dạy học giáo chức của San Jose Unified School District. Ông, ba, bác, chú, gia đình của Thúy Hằng cũng như có hai anh ở trong quân độc lập Việt Nam Cộng Hòa trước 75. Và hiện nay Thúy Hằng có hai cháu được phục vụ đang tại ngũ cho quân đội Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Thúy Hằng cũng như niên trưởng Nguyễn Văn Lợi nghĩ đến những gì cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở tại miền Bắc Cali trải qua sau 48 năm thăng trầm. Cho nên hôm nay Thúy Hằng và niên trưởng đã không ngại vì tuổi lớn. Thúy Hằng không ngại những khó khăn trước mặt. Quá trình hoạt động của Thúy Hằng xin kể đơn cử một vài điểm, là như là chủ tịch của Việt Nam, hội sinh viên Việt Nam tại San Jose State, Thúy Hằng đã dẫn các em sinh viên hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc Xanh ở trên San Francisco. Lúc đó anh Lại Đức Hùng có nghe tin và đã đến quay phim lịch sử về cái đoạn đó. Gần đây nhất Thúy Hằng cũng có tham gia với các em, dẫn các em của bên Scout. Ngày mai xin phép được dẫn các em đi summer camp, cho nên nếu mà quý vị có thể được thì xin tín nhiệm cho Thúy Hằng đại diện các em trẻ để tiếp bước tất cả ông cha và quý vị anh chị chúng ta cho cộng đồng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị đồng hương, trước hết là tôi tên là Hải Quỳnh và chung liên danh tôi là anh Dương Hà Phong. Xin cảm ơn ban tổ chức bầu cử đã cho chúng tôi cơ hội để nếu mà thắng cử đi phục vụ cộng đồng. Thì Hải Quỳnh là xuất thân từ một gia đình cựu tiền nhân chính trị, ông bố là ở tù cộng sản 11 năm. Mình cũng ở tù cộng sản 2 lần, lúc mà khi mà vượt biên thất bại. Thì trong quá trình hoạt động của tại thành phố San Jose thì trong vòng 30 năm nay mình đã giúp đỡ rất là nhiều người, nhất là lúc khi mình làm việc ở B101, mình đã giúp đỡ những cụ tù nhân chính trị có công việc làm B101 và làm những công việc giúp đỡ những công việc chống cộng, giống như là cho giúp đỡ về vấn đề tiền bạc để cho có phương tiện để đi lên San Francisco biểu tình chống cộng sản. Và trong thời gian mùa dịch của Vũ Hán Covid thì mình cũng bỏ ra mua 200.000 cái khẩu trang để giúp cho những người Việt thiếu thốn ở đây trong năm 2020 và 2022. Thì vì mục đích của mình ra ứng cử với anh Dương Hà Phong là để cho người Việt mình có một tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với chính quyền địa phương và chính quyền của tiểu bang California. Mình cũng có trong thời gian chính trị rất nhiều đơn cử, nhưng mà khi mà nói giúp đỡ cộng đồng Việt Nam mình thấy chưa có sự giúp đỡ nào gọi là thỏa đáng hết. Thì hy vọng là khi mà mình đắc cử mình sẽ giúp cho người Việt mình có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn tất cả ba ứng cử viên của ba liên danh. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã gửi đến quý vị cái lá phiếu bầu để chọn một trong ba liên danh đại diện cho ban đại diện cộng đồng Việt Mỹ tại Bắc California. Thì tuy nhiên cũng có một vài điểm tôi nghĩ là quý vị cũng hơi thắc mắc. Thứ nhất là cái phần hướng dẫn phải chấp thuận khoanh có phần A, B và C thì lựa chọn phần D mới có giá trị. Thì chúng tôi cũng có cái văn bản của bản tuyên ngôn hiến chương và khế ước thì đã đăng trên cái poster cũng như là cái bản nội quy của sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên vì lý do thời gian rất là cấp bách cho nên anh em chúng tôi chưa có kịp in ra những cái văn bản đó để gửi đến quý đồng hương. Trước khi quý đồng hương thông qua, chúng tôi xin thay mặt ban bầu cử xin thành thật xin lỗi quý đồng hương. Và ngày mai trong cái buổi ra mắt những liên danh một lần nữa ngay tại Ranch Sanctuary, chúng tôi sẽ có những văn bản đó để đồng hương có thể tham khảo và bầu chọn. Xin tất cả quý đồng hương thông cảm và tha lỗi.
mai mấy giờ chẳng ai nói hết. 11 kìa. Kính thưa quý vị đồng hương, những quý vị nào đưa cho Phan Hà cái tờ phiếu nhưng mà chưa có điền vô về vấn đề tuyên ngôn nội quy và hội đồng đại biểu, xin quý vị tới cái bàn của Phan Hà để lấy lại lá phiếu. Tại vì chưa có bầu vấn đề tuyên ngôn nội quy nên không có hợp lệ. Xin quý vị tới bàn để lấy lại cái tờ phiếu mình đã đưa cho Phan Hà. Dạ xin cảm ơn. Chính là hai phần bầu ở nhà, một phần bầu cho bản tuyên ngôn và bầu cho đại diện cộng đồng. Chính là bầu hai nơi, chứ không phải là một. Ladies and gentlemen, now we would like to introduce to Mr. Han Yao, representative of the Arctic Peter. She, cô Nguyễn Lê Hành Giao là đại diện cho Council Member khu vực số 5 là ông Peter Otis sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Đây là đồng hương mình đến Nguyễn để lấy dạ, xíu để đi bầu. Thành ra xin trân trọng kính chào quý vị. Quý vị khỏe không ạ? Khỏe. Khỏe không? Đây là Hạnh Giao đã ra tranh cử nghị viên hội đồng thành phố khu vực 5, tuy nhiên cô ta không có được chọn và là cái người cộng đồng mình đang bước lên những cái bước tiến rất là mạnh. Chánh văn phòng của nghị viên Otis và cũng đóng góp rất nhiều cho 6 tháng vừa qua cho cộng đồng người Việt Việt Nam. Nơi cái văn phòng của ông nghị viên người Mỹ Tây Cơ là ông Otis, ông là một trong những người nghị viên đóng góp cho cộng đồng chúng ta nhiều hơn. Ở Hoa Kỳ đúng không ạ? Và trên thế giới đúng không ạ? Đúng không? Thank you. Trời ơi mệt quá. Nhưng mà ngày hôm nay ta xin thưa với quý vị là những quý vị nào yêu thích Lake Cunningham đưa tay lên ạ. Những quý vị nào đã từng có những cái sinh hoạt tại Lake Cunningham đưa tay lên ạ. Anh Triệu Hà đâu? Hôm nay là được cái ngân quỹ để mà tu sửa lại cái lớp Kumena. Trong cái kỳ Covid vừa rồi và trong những cái trận bão vừa rồi, và chúng ta đã không ngừng nghỉ làm việc, và nghị viên Peter Otis đã cố gắng chạy lên đến tiểu bang California để xin có được một cái ngân sách, mặc dù là chưa đủ, chỉ mới có 1/5 thôi để có thể hoàn tất được cái dự án đó. Đã làm sạch lại. Xin phép cô Hành Giao. Cô Hành Giao nói đúng, tôi cũng theo dõi bất cứ cái gì cái thành phố lo cho đồng bào. Thì cái Cunningham trong mùa mưa đã ngập lụt cho tới luôn cái chỗ mà chúng ta sẽ tổ chức ngày hè của lính. Mà tôi đi hàng tháng hai vợ chồng tôi đi ngang qua cái nước cái hút tới đâu. Nhưng mà hôm nay tôi được thành phố xa có một ngân sách là 1 triệu rưỡi phải không chị? Dạ vâng ạ. Và 1 triệu rưỡi sẽ tu bổ, tức làm chỗ đó tốt đẹp. Thì năm nay 23 tháng 7 là ngày hè của lính. Trân trọng quý vị đến tham dự đông đảo và sẽ là một cái buổi bữa bít tết hè cho tất cả mọi người, gia đình quân nhân. Xin kính chào. Vâng ạ, và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị tại mùa hè. Mùa hè của lính, và chắc chắn là ta phải nhờ anh Trần Sang Nguyên, đúng không anh? Dạ, và anh tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng giúp cho anh Giao làm cách nào để mà có thể đạt được thêm nhiều cái ngân sách để có thể hoàn tất được cái Lake Cunningham đúng ý quý vị, cho nó sạch sẽ, an toàn và vệ sinh. Xin cảm ơn các anh. Cảm ơn cô Hạnh Giao. Và sau đây kính thưa quý vị, tôi xin được thông báo những cái sinh hoạt trong tháng 7 sắp tới. Thứ nhất, ngày 9 đây tháng 7, ngày Chủ nhật, các anh em cụ quân nhân tiểu khu Quảng Trị sẽ tổ chức một buổi lễ họp mặt và nhắc nhở đến những anh em cụ quân nhân tại tiểu khu Quảng Trị đã hy sinh là vào lúc 10 giờ, vào lúc 11 giờ tại khu hội cụ tù nhân chính trị, địa chỉ là 4535 đường Mackey Road. Quý vị có thể đi thẳng đường Mackey tới cuối đường vào cái ngay cái khúc quẹo, thì chúng ta quý vị sẽ thấy hai lá quốc cờ, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ ở trước cổng. Xin mời tất cả quý đồng hương, nhất là những anh em cụ quân nhân đến tham dự ngày Chủ nhật 9 tây tháng 7 năm 2023 lúc 11 giờ tại khu hội cụ tù nhân chính trị. Và tiếp theo là một cái thông báo của hội Quảng Nam Đà Nẵng Bắc California.
nhằm mục đích duy trì trình đồng hương và tạo cơ hội để bà con và thân hữu Quảng Nam đồng hương có dịp gặp gỡ nhân dịp hè. Hội Quảng Nam Đà Nẵng Bắc California sẽ tổ chức ngày hội hè 2023 tại trường Trung học YB, địa chỉ 1855 Lutheran Avenue, San Jose 95122, vào ngày Chủ nhật 16 tháng 7 năm 2023, lúc 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, vào cửa tự do. Xin kính mời tất cả quý đồng hương và tất cả quý anh em cựu quân nhân tham dự. Tiếp theo chúng tôi cũng đọc thư mời Ban chấp hành Hội Ái hữu Quảng Ngãi Hải ngoại Bắc California. Xin mời tất cả quý vị vui lòng đến tham dự picnic hè Quảng Ngãi Bắc California vào lúc 11 giờ ngày Chủ nhật 20 tháng 8 năm 2023 tại địa điểm Lake Cunningham Park tại thành phố San Jose. Một lần nữa, picnic hè 2023 của Quảng Ngãi ngày 20 tháng 8 năm 2023. Và một cái picnic rất là quan trọng của đồng hương chúng ta đã được tổ chức 9 năm qua, tức là picnic hè ngày hè của lính và gia đình, được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 2023 cũng ngay tại Bạc Cung Nông Em. Xin mời, kính mời tất cả quý đồng hương tham dự. Trong tháng 7 cũng có một sự kiện, đó là sự họp mặt của các lực lượng của sĩ quan chuẩn bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 22 và ngày 23. Xin mời quý vị liên lạc với anh Nguyễn Hữu Nhân, trưởng ban tổ chức, để chúng ta cùng tham dự, nhất là các anh em cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất thân từ trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, buổi sáng chào cờ của ngày 1 tháng 7 ngày hôm nay, chúng tôi welcome và hoan nghênh chào đón tất cả quý đồng hương. Đặc biệt hôm nay chúng tôi thấy chiến hữu Hoàng Trọng Đức đã đến đây. Đây là một hành động rất là cảm động. Chúng tôi xin được trân trọng chào ông Hoàng Trọng Đức, cũng như là tất cả quý vị đến sau mà chúng tôi chưa có dịp giới thiệu. Xin trân trọng kính chào ông Hoàng Trọng Đức. Kính chào binh trưởng Hoàng Trọng Đức, mặc dù cũng là đang trong tình trạng bệnh và sức khỏe rất là yếu kém, nhưng mà vì cái tinh thần vinh danh cái lá cờ vàng của chúng ta, anh Hoàng Trọng Đức cũng đã đến, và cũng đến để ủng hộ chương trình bầu cử của ban đại diện Việt Mỹ, cộng đồng Việt Mỹ Bắc California. Xin kính chào tất cả quý đồng hương. Xin mời chị Lệ Chi. Chị Lệ Chi chưa ký tên lá phiếu, xin mời chị Lệ Chi lại gặp Phan Hà. Chị Lệ Chi dạ. Mình sẽ quay sơ qua cái vườn truyền thống ở đây. Xin cảm ơn tất cả. Đây là ba cái cột cờ đây. Và cái buổi sinh hoạt ba cái cột cờ chính tạm chấm dứt ngay tại nơi đây. Xin rất cảm ơn và chào quý vị. Đây là cái khu đất ở phía bên trong cái vườn truyền thống. Chúng tôi xin được trân trọng chưa có cái gì hết, chỉ có mấy cục xi măng thôi. Của Phan Ra Ninh Thuận. Đây là mấy cái cột tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2023. Ngày 27 tháng 8 năm 2023. Đây là cái cổng tại chính. Tại Kelly Park. Chỗ đây là cái cổng chính đây. Chúng mình tôi xin được kính mời quay. Mời tất cả quý vị nhớ những ngày của các hội đoàn và hội ái hữu, để chúng ta không cùng nhau hội ái hữu phương Nam ngày 27 tháng 8. Hội Quảng Ngãi đây là hai cái cầu tiêu mà ông nghị viên khu vực Nam đã xin để cho quý đồng hương đến đây giải quyết vấn đề khi mà đến cái vườn truyền thống này. Từ xưa nay thì không có, thì ông nghị viên mới lên là ông người mẹ đó. Đây là cái quan cảnh cái cổng chính, đây là nơi quan trọng nhất ở đây. Cổng chính là chính, là đây là những cái hàng rào. Còn đây phần còn lại đây á, mình tính là có khoảng là hai mẫu tây đó thì được tráng xi măng cũng như là vẽ cái lằn cho xe đậu. Đó là quang cảnh xung quanh cho đây, và đây là có những cái cục đèn đây. Đó, có tất cả là được 4 cái cục đèn ở ngoài parking lot ở nơi đậu xe. Thì cái đây là khi mà bà nghị viên á, Madison Nguyễn Bá Lạp trong 8 năm đó,
thì trước 8 năm mà sau 8 năm trước cái phần mà ông Lê Văn Hướng mà trình bày về tài chính á là tổng cộng là 5.830.000 đô la. À, thì quý nghĩ có nghĩ là cái cổng này với là hai mẫu này là tráng xi măng và tráng nhựa đây. Một phần ở đường vô thì tráng xi măng, còn bên này là tráng nhựa, chứ xi măng thì nó mắc hơn. Và bên trong là có ba cái cột cờ cũng như có mấy cái trụ mà để mình để cái cột rắn trắng đó. Đây nó sẽ đặt câu hỏi tại sao mà trong 8 năm trước đó, thì bà nghị viên bà đã được cái ngân sách từ tiểu bang liên bang cũng như là đồng hương của mình đóng góp mà 5.830.000 mà nó có bao nhiêu đây? Tôi nghĩ đây là 1 triệu là quá rồi. Ok, đã biết đây là anh Dũng. Đây là anh Dũng, nghĩa ông Dũng đây. Dạ vâng, ngày mai là ngày 2 tháng 7, xin mời quý vị đến Grand Century vào lúc 11 giờ để tham dự một cái chương trình văn nghệ và đồng thời gặp gỡ giữa những người ứng cử viên của ba liên danh đến với đồng hương của chúng ta. Xin trân trọng kính mời quý vị. Cảm ơn anh Bi Mạc. Có đặt câu hỏi trả lời không? Dạ, đặt câu hỏi và trả lời trực tiếp luôn ạ. Rồi, ok. Là bắt khởi ra bắt lúc 11 giờ hả? Dạ, 11 giờ trưa ngày mai, dạ. À, 11 giờ tới bắt đầu khai mạc là 11 giờ tới, đó mới chuẩn bị khiên ghế bạn. Tại Grand Century, dạ đúng, ngày 11 giờ là bắt đầu khởi hành ạ. Dạ, địa chỉ là 4 số 1 đường Story đó. Dạ vâng, dạ cảm ơn. Rồi, cảm ơn ông Dũng. Thôi mình là tạm chấm dứt ở đây nha, tại vì ở đây internet nó yếu, mình không có làm live được, mình phải về upload thành nó chậm một tí. Và đồng thời mình cũng làm trực tiếp cái buổi chào cờ ngày 1 tháng 7 ở cái vườn truyền thống.